Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp tục với bức tranh hình hoa dây. Và video này chúng ta sẽ cùng tô màu cho những bông hoa nhé. Thân mến, vậy là mình đã tô màu xong cho bức tranh này rồi. Các bạn hãy ấn like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.